chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Talk Show của Thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại thì ngồi kế bên tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Vân, là người phụ trách chính về những ca thẩm mỹ vùng mi mắt tại Thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại thì hàng ngày bên Thẩm mỹ Dr. D chúng tôi tiếp nhận rất nhiều những ca cầu cứu về sửa mí lỗi với nhiều tình trạng khác nhau. Vì vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Hồng Vân về đề tài nóng hổi này nhé. Xin chào chị ạ. Chào bạn. Xin chào tất cả các bạn. Bác sĩ Vân rất là vui hôm nay được quay lại với các bạn trong chương trình Talk Show của Trung tâm Tạo hình Thẩm mỹ Dr. D. Thì như lần Talk Show gần đây nhất thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một số những cái tai biến và biến chứng trong quá trình phẫu thuật cắt mí. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái ca phẫu thuật cắt mí lỗi mà mình và các bạn đồng nghiệp đã tiếp nhận và chỉnh sửa tại Trung tâm Tạo hình Thẩm mỹ Dr. D. Thế thì trong quá trình sửa mí của mình thì mình có đăng tải một số những cái hình ảnh đấy lên trên Facebook cá nhân, và hàng ngày thì mình nhận được rất nhiều những cái inbox của các bạn ở khắp mọi nơi gửi về những cái hình ảnh đôi mắt của các bạn ấy đã bị cắt lỗi ở một số nơi với một cái tâm trạng rất là lo lắng và căng thẳng, muốn cầu cứu để sửa lại cái đôi mắt cho các bạn ấy càng sớm càng tốt. Thế thì với mong muốn là sẽ hạn chế được việc hàng ngày nhận được nhiều những cái inbox như thế, thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái buổi talk show này để chia sẻ với các bạn về những cái trường hợp mà mình đã sửa mí lỗi tại Trung tâm Tạo hình Thẩm mỹ Dr. D, để mong rằng nó có thể tiếp cận được với nhiều bạn khách hàng, để các bạn có những cái lựa chọn sáng suốt và thông thái khi mà quyết định trao gửi cái đôi mắt của mình nói riêng và cái nhan sắc của mình nói chung cho phẫu thuật thẩm mỹ. Thế thì đầu tiên, trước khi mà xem những cái trường hợp lâm sàng cụ thể thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về những cái tin nhắn, trong đấy bao gồm những cái hình ảnh mí lỗi của các bạn ấy mà các bạn ấy gửi cho mình gần đây. Thì mời các bạn nhìn lên trên màn hình. Đây là hình ảnh một số những cái tin nhắn mà mình đã cắt ra từ cái hộp thư của mình. Thì đầu tiên là một bạn thì với một câu hỏi là: mắt của em bị cắt hỏng và sâu quá, to và sâu quá, bên to bên nhỏ lại còn bị trợn nữa. Tiếp theo là bạn ấy đã cắt 3 lần rồi và bây giờ muốn nhờ mình sửa lại. Bạn ở bên này là: chị ơi, em đã bị hỏng một bên mắt trái và đã sửa 2 lần ở bệnh viện lớn nhất nhì Sài Gòn rồi nhưng mà vẫn chưa ok. Bây giờ em rất là căng thẳng và rất là stress. Đây thế còn hình ở bên này thì các bạn có thể thấy là bạn này mới cắt được 20 ngày thôi. Mắt một bên sụp mi, bên to bên nhỏ. Bạn ở giữa thì cũng bên to bên nhỏ, một bên thì sụp mi, còn một bên thì lại bị co rút mi. Và mới cắt được có 3 tuần thôi thì bác sĩ có thể sửa cho em trong giai đoạn này hay không? Bạn tiếp theo thì: chị ơi, mắt của em cắt được 2 tháng rồi nhưng một bên mắt thì vẫn không mở được to ra. Thì bây giờ có thể sửa được cho em hay không? Thì đấy là một số những cái hình ảnh, những cái tin nhắn mà các bạn ấy gửi cho tôi qua Facebook thì các bạn có thể xem. Ngoài ra thì còn rất nhiều những hình ảnh như thế nữa. Và không chỉ tôi mà còn các bạn đồng nghiệp của tôi, trong quá trình chúng tôi trao đổi công việc với nhau thì các bạn ấy cũng nhận được những hình ảnh như thế này. Điều đấy nó gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh là không chỉ cái tình trạng cắt mí tràn lan mà gây ra lỗi này, nó không chỉ một hai bác sĩ mà rất là nhiều các bác sĩ hàng ngày vẫn nhận được những cái tình trạng như thế này. Dạ vâng ạ. Vậy với những cái tình trạng mí hỏng như vậy thì có cái phương án gì để giải quyết rất là nhanh chóng và sau bao nhiêu lâu thì có thể là làm lại được ạ? Vâng. Với câu hỏi này của bạn thì cũng là câu hỏi chung của tất cả các bạn khách hàng khi mà gửi hình ảnh cho tôi, thì các bạn rất là sốt ruột và trong tâm lý là muốn sửa ngay lập tức. Thì tất nhiên cũng có những cái mí mà mình có thể sửa ngay được. Ví dụ như là nó bị những cái lỗi như là các bạn bị sụp mi làm che hết toàn bộ cái đồng tử và không còn nhìn được nữa, thì cái đấy phải sửa càng sớm càng tốt. Đấy là một ví dụ như thế. Hoặc là những cái ví dụ như là bị thủng toàn bộ chiều dày mi chẳng hạn, hay là mới cắt, nói chung chỉ hơi cao một chút thôi nhưng mới cắt được khoảng 3-4 ngày và khi nó chưa xảy ra sơ dính thì bác sĩ có thể sửa ngay cho các bạn được. Còn lại thì đa số tất cả các trường hợp thì chúng tôi luôn luôn khuyên khách hàng là nên kiên nhẫn chờ đợi ít nhất là phải 3 tháng và có những trường hợp thì phải 6 tháng đến 1 năm hoặc nhiều năm sau nếu như mà các bạn bị cắt quá nhiều đi. Bởi vì bản thân tôi thì cũng đã chứng kiến những trường hợp các bạn quá là sốt ruột và không thể chờ đợi được. Và có những bạn thì sau khi inbox cho tôi và tôi khuyên là chờ đợi thì các bạn đã đi sửa lại ở một nơi khác. Mới chỉ được 2 tuần thôi, cắt mí mới chỉ được 2 tuần thôi. Và rồi sau đấy thì lại quay lại và gửi hình ảnh sau khi sửa cho tôi. Thì thực sự là khi mà nhìn cái hình ảnh đã sửa đấy thì mình cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bởi vì cái lần sửa tiếp theo đấy nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên là mong muốn rằng là
Với những cái mắt mà đã cắt lỗi thì các bạn nên tư vấn và nên kiên nhẫn chờ đợi theo cái quy trình của bác sĩ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Đấy thì sơ bộ về những cái tin nhắn mà các bạn đã gửi cho tôi. Thế còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chính. Thì trước khi đi vào những cái ca lâm sàng cụ thể thì mình một lần nữa sẽ muốn giới thiệu với các bạn lại một chút về cái cấu trúc giải phẫu của mi mắt, để các bạn có thể thấy được rằng là với một người bác sĩ mà được đào tạo bài bản thì cái cắt mí nó là phẫu thuật rất là đơn giản. Nhưng nếu như không được đào tạo, thậm chí có những bạn ấy tự nhận là phẫu thuật viên và bạn ấy có hỏi tôi về cái cách phẫu thuật ấy, các bạn ấy tự nhận như thế và thậm chí là cái việc nắm được cái cấu trúc giải phẫu, những cái tên gọi của bộ phận của con mắt thôi các bạn ấy nắm cũng không đúng, thì đấy chính là cái sự tai hại, cái sự hiểu biết tai hại mà dẫn đến những cái tai biến từ nhẹ đến trầm trọng. Thì các bạn có thể nhìn lên hình ảnh, mình nói sơ qua rất là ngắn gọn thôi. Đấy là các cái lớp của một cái mi mắt của mình, nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng nó gồm rất là nhiều lớp cấu trúc nhỏ, tinh vi và phức tạp. Đếm sơ sơ thôi, từ ngoài vào trong thì nó gồm có da mi, rồi đến cơ vòng mi, sau đấy thì đến lớp cân vách hốc mắt, cân cơ nâng mi, mỡ hốc mắt, rồi đến sụn mi, cơ Müller, và tiếp theo đấy là kết mạc. Sơ sơ thôi nó đã có khoảng 5-7 lớp rồi. Thì với một người phẫu thuật viên thì các bạn phải nắm được từng lớp như thế. Khi bạn đi vào đến lớp nào là bạn biết đấy là lớp gì để mình có thể làm phẫu thuật được. Thì cũng có những bạn thì bạn ấy ví dụ như là bạn ấy nói với tôi là khi phẫu thuật thì bạn ấy nhìn thấy ở góc ngoài có một cái cục u gì đấy và các bạn ấy không biết đó là cái gì, và tư vấn với khách hàng là đi điều trị u, nhưng thực tế thì các bạn nhìn thấy ở trên hình ảnh cái góc ngoài kia, đấy chính là cái tuyến lệ. Thì rất là nhiều người không biết đấy là cái gì cả, và khi phẫu thuật thì các bạn có thể làm tổn thương cái tuyến lệ hoặc là làm tổn thương cái đường dẫn nước mắt ở góc trong này. Nó là cái đường để dẫn nước mắt của chúng ta từ mắt mà chảy xuống mũi và xuống miệng. Thì nếu như mà làm tổn thương cái đường đấy thì sẽ bị chảy nước mắt, và cái việc mà nối lại cái lệ đạo đấy thì mình sẽ phải thực hiện ở chuyên khoa mắt, chứ còn bác sĩ thẩm mỹ chúng tôi thì cũng không làm được cái phẫu thuật đấy. Thì đấy là sơ qua về cấu trúc giải phẫu. Bây giờ thì bác sĩ Vân sẽ đi vào vấn đề chính. Đấy là những cái ca lâm sàng mà tôi đã sửa tại trung tâm tạo hình thẩm mỹ Dr. D. Thì tôi chia ra làm hai cái vấn đề. Một là những cái trường hợp mà sau khi khám và đánh giá thì tôi thấy là cái tổn thương nó nhẹ và sau khi sửa thì cái thẩm mỹ nó hồi phục được khá nhiều. Thì đầu tiên là những cái tai biến do nhấn mí. Thì các bạn nhìn lên hình ảnh, hình bên tay trái đây là một trường hợp mà được nhấn mí khi chị đã ngoài 40 rồi, tức là 45 tuổi. Thì cái lượng da thừa của cái tầm ngoài 40 tuổi nó đã rất là nhiều rồi, nhưng mà chị vẫn được chỉ định nhấn mí. Và sau khi nhấn xong thì nó không cải thiện được tình trạng da thừa đấy, và nên mí hai bên còn bị lệch nhau nữa. Thế thì khi đến với mình thì mình sửa lại, mình cắt mí, cắt da thừa mí trên cho chị và lấy toàn bộ cái chỉ nhấn ra. Thì với quan điểm của mình thì cái việc nhấn mí nó chỉ dành cho những cái trường hợp mà nó không có da thừa, hoặc là da thừa rất ít và không có nếp mí thôi. Chứ còn những trường hợp mà đến ngoài 40 mấy tuổi rồi, thậm chí là gần đây tôi có nhận được một số những cái hình ảnh các bạn đăng tải trên mạng ấy, thì cũng có những cô mà đến tận 5-60 tuổi rồi vẫn được chỉ định nhấn mí. Thì tôi nghĩ rằng đấy là sai chỉ định, bởi vì không ai nhấn mí cho lứa tuổi mà da thừa đã quá nhiều như thế, thì nó không thể mang lại một cái kết quả đẹp được. Thế còn cái hình ảnh bên tay phải đây thì các bạn thấy là ca này là cũng là được nhấn mí, nhưng mà hai bên bị lệch nhau, một bên to một bên nhỏ. Thế và sau khi tôi sửa lại là hình bên dưới thì cũng phải cắt da thừa đi và bỏ toàn bộ cái chỉ nhấn đi, để cho các bạn ấy có một cái nếp mí nó đều. Dạ vâng ạ. Vậy đối với những cái trường hợp mà sau khi mà nhấn mí bị hỏng ấy ạ, thì mình có thể sửa lại bằng nhấn mí không ạ, hay là phải cắt mí hả bác sĩ? Vâng, với câu hỏi này thì câu hỏi này rất là đúng. Rất là nhiều bạn cũng đến với tôi và các bạn ấy cũng mô tả rằng là lần đầu tiên khi mà các bạn bị nhấn mí lỗi thì các bạn có quay lại cơ sở đấy và cũng được sửa lại bằng cách là nhấn thêm một đường chỉ nữa vào để chỉnh sửa. Thế thì sau khi nhấn xong thì kết quả nó cũng không ok. Thì với quan điểm của cá nhân tôi thì khi mà bạn đã nhấn mí đã bị lỗi rồi thì bạn nên sửa lại bằng phẫu thuật cắt mí. Chứ còn mình bình thường thì cái chỉ mà nhấn mí khi mà mình cho vào trong mí mắt nó sẽ không tiêu, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu như nó không được lấy ra. Và nếu như mà nhấn lỗi sau đấy các bạn lại nhấn đè lên 2-3 đường chỉ nữa
thì nó để lại rất là nhiều chỉ ở trong bi mắt, mà bản thân chỉ nó là một cái dị vật, nó có thể gây kích thích và gây viêm sụn, thì đấy là một cái tai biến rất là lớn của nhân mí. Thế cho nên là với cái nhân mí lỗi thì tôi khuyến cáo là các bạn nên đi cắt mí để lấy bỏ cái chỉ ra và tạo lại cái nếp mí mới. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Thế còn tiếp theo, đấy là về nhân mí. Còn một cái tai biến nữa, đấy là sau khi cắt mí mini, thì gần đây cắt mí mini nó cũng được chỉ định rất là rộng rãi, khá là rộng rãi, và cũng rất nhiều người thích áp dụng cái phương pháp này. Thì với cá nhân tôi thì tôi cũng chỉ định cái này, nó cũng giống như nhấn mí thôi, đấy là dành cho những trường hợp mà các bạn không có da thừa hoặc là rất là ít da thừa thôi. Thế còn nếu mà đã có da thừa rồi thì mình cắt mí mini nó sẽ không, cái nếp mí sẽ không rõ ra được nữa. Thì ví dụ như trường hợp bạn khách hàng ở trên hình đây, thì bạn đã được chỉ định cắt mí mini, tuy nhiên thì vì có da thừa rồi nên là cái đường sẹo bạn đã bị đẩy lên quá cao. Bình thường thì cái đường mổ của chúng tôi nó chỉ cách bờ mi khoảng 8 đến 9 mm thôi, tức là nó sẽ cao bằng cái sụn mi. Thế nhưng mà có những bạn đến với tôi thì nó sẽ cao khoảng mười mấy, 11, 12, thậm chí có những bạn cao gần 20 mm, tức là sát đến gần cung mày rồi. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem hình ảnh của những cái ca như thế. Thì khi mà các bạn đẩy cái vết mổ cao lên như thế thì nó sẽ chạm vào cái cơ nâng mi ở phía trên, nó sẽ giữ lại và làm mắt bị sụp mi nhẹ. Thì bạn nhìn trên hình ảnh bạn sẽ thấy là cái mắt mà nhấn mini quá cao nhìn nó rất là lờ đờ, nếp mí nó to và nó nhọn ở cái đường mini đấy thôi, chứ nó không đều, không cong đều. Thế còn hình bên dưới là tôi đã sửa lại cho bạn ấy bằng cắt mí toàn thể, thì cái đường mí nó nhỏ tự nhiên và nó cong đều. Thì đấy là cắt mí mini mà đẩy đường sẹo cao quá. Thế còn cái hình tiếp theo thì các bạn có thể thấy bạn này cũng được cắt mí mini, đường sẹo cũng bị đẩy quá cao và lại còn lệch nhau nữa, hai bên, bên to bên nhỏ khác nhau. Thì nhìn trên hình trước khi sửa thì cái đường mổ hai bên nó cũng cao thấp khác nhau, và sau khi sửa xong thì tôi sửa bên này thì nếp mí đã tương đối là đều nhau rồi. Nhưng tuy nhiên thì vì bạn này là bạn ấy đã bị đẩy cái đường sẹo lên cao quá, các bạn nhìn thấy cái khoảng cái nếp mí ở bên cái mắt bên phải của bạn ấy, nếp mí nó to hơn hẳn cái khoảng cách từ cái nếp mí đấy lên cung mày. Bình thường thì nó chỉ bằng 1/3 thôi, nhưng mà đây thì nó lại cao, rất là cao, nó mất cân đối. Chính vì thế nên là khi sửa lại nếp mí nó cũng không không nhỏ tự nhiên xuống được, bởi vì cái phần sẹo đấy tôi sẽ buộc phải cắt bỏ nó đi. Nhưng mà tuy nhiên thì theo thời gian chờ đợi thì khi mình có da thừa trở lại thì nếp mí nó cũng sẽ tự nhiên hơn. Dạ vâng ạ. Vậy với cái những cái trường hợp mà cắt mí bị quá cao hoặc là bị lệch như thế này thì có cái phương án nào xử lý là hiệu quả nhất không ạ? Vâng. Với cái trường hợp mà cắt mí bị cao như thế này ấy, thì về cơ bản thì chúng tôi cũng sẽ sửa lại bằng cách là cắt mí full, tức là mình sẽ bỏ cái đường sẹo cắt lỗi đấy đi. Nếu như những người nào mà có da thừa, lượng da thừa tương đối thì việc sửa nó sẽ dễ dàng. Thế còn nếu như mà lượng da thừa không nhiều quá mà mình buộc phải bỏ cái sẹo đi thì phải chấp nhận là cái nếp mí không được tự nhiên lắm, nếp mí nó sẽ bị to. Còn nếu không thì cũng có một cách khác, đấy là mình để lại cái đường sẹo đấy, mình cắt đường sẹo mới hạ thấp xuống, mình vẫn để lại đường sẹo ở trên để đảm bảo là có da để nó rủ xuống. Thì đương nhiên là các bạn lúc đấy thì các bạn sẽ phải chấp nhận là mắt có một nếp mí ở dưới và một đường sẹo mờ mờ ở phía trên. Dạ bác ạ, cảm ơn chị. Thì tiếp theo là cái phần lỗi tiếp theo, đấy là do cắt mí toàn thể. Thì tôi cũng tiếp nhận rất là nhiều. Một trong những cái tai biến khá đơn giản và nhẹ đấy là sẹo xấu. Sẹo xấu sau khi cắt mí và nếp mí không được cân đối thì đấy cũng là một cái tai biến mà cũng tương đối dễ sửa. Ví dụ như hình ảnh của chị khách hàng ở trên đây, thì chị đã được cắt mí đến 2 lần. Khi nhắm mắt vào thì đường sẹo rất là rõ, chằng chịt, nhưng mà rất may là chị ấy vẫn có lượng da thừa đủ để tôi có thể sửa lại được. Nếp mí trước khi sửa thì không được đều và nó bị nhọn, nó bị to ở góc trong. Thì sau khi mình sửa lại thì nếp mí nó đã cong đều và tự nhiên từ trong ra ngoài. Thì đấy là cái trường hợp khá là đơn giản là sẹo nó xấu và da vẫn còn thừa. Dạ vâng ạ. Thì theo như em được biết thì có rất là nhiều người cắt mí toàn bộ đã gặp phải cái tình trạng sẹo xấu. Thì khi mà chị thực hiện những cái ca mổ ở thẩm mỹ doctor đi thì có gặp phải tình trạng này không? Và làm như thế nào thì có thể tránh được cái tình trạng sẹo xấu này ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cũng rất may là trong quá trình phẫu thuật của tôi tại trung tâm tạo hình thẩm mỹ doctor đi thì tôi chưa gặp ca nào có sẹo xấu cả. Và thực ra thì cái sẹo của cắt mí ấy, đa số là cơ bản là nó sẽ rất là đẹp, bởi vì vùng mí của chúng ta là một cái vùng mà da nó mỏng, nó mềm mại và nó được mạch máu nuôi dưỡng rất là tốt.
nên đa số là sẽ không có sẹo xấu lắm. Tuy nhiên thì nếu như các bạn cắt ở những cơ sở mà bác sĩ không được đào tạo hoặc là môi trường nó không được vô khuẩn thì có thể là cái đường khâu nó sẽ rất là nham nhở, hoặc là khâu bằng chỉ to quá, đường khâu nó nham nhở, hoặc là vết thương nó bị nhiễm trùng. Nó bị nhiễm trùng thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến sự liền sẹo và cái sẹo đấy nó rất là xấu. Đấy, thế còn nếu như mà cũng có những người mà cơ địa sẹo rất là xấu thì có thể là sẽ bị một số điểm lồi ở cái chân chỉ thôi, thì mình có thể sửa lại được, ví dụ như tiêm sẹo lồi hoặc là laser những cái điểm u hạt ấy đi, hoặc là mình sẽ phải phẫu thuật lại để sửa lại những cái sẹo đấy. Cảm ơn ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Thì đấy là một số những ca phẫu thuật tương đối là dễ sửa và đã thành công khi mà tôi sửa tại Dr. D. Thế còn tiếp theo thì tôi sẽ cho các bạn xem một số những cái tai biến nó trầm trọng, nó nghiêm trọng hơn. Thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy hình ảnh thì cái tai biến đầu tiên mà tôi sửa đấy là cái tai biến thủng toàn bộ chiều dày mi khi mà làm phẫu thuật. Thì trên hình ảnh bên này các bạn có thể thấy là cái màu đen đấy chính là cái lỗ thủng. Khi mà làm phẫu thuật thì các bạn ấy cắt đứt toàn bộ chiều dày của mi mắt và làm thủng vào trong nhãn cầu. Màu đen mà nhìn thấy được qua lỗ đấy thì chính là màu đen của giác mạc, hay là còn gọi là lòng đen. Thì đây là một trong những cái tai biến cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm, bởi vì cái lòng đen của chúng ta là cái phần nhìn nó màu đen nhưng thực tế thì nó là một cái thấu kính trong suốt, và để cho hình ảnh có thể đi xuyên qua đấy mà in vào võng mạc được. Nếu như cái lòng đen đấy mà nó bị mờ đục đi do sẹo thì các bạn sẽ có thể bị mù lòa. Nên là cái việc gây tổn thương mà xuyên thủng cả bờ mi vào trong nhãn cầu như này nó rất là nguy hiểm, vì nó có thể làm xước và làm tổn thương cái lòng đen đấy. Thì đây là cái hình bên này là tôi đã mở ra, và cái lỗ thủng đấy nó làm đứt toàn bộ chiều dày thì đương nhiên nó sẽ làm đứt cơ nâng mi và sẽ làm sụp mi cái góc trong đấy, và mình phải tiến hành khâu nối lại toàn bộ chiều dày của mi. Thì đây là hình ảnh sau khi mình đã sửa cho bạn ấy. Thì hình bên này là các bạn có thể thấy được là cái mắt của bạn ấy bị sụp mi cái góc mà phía bị thủng cái lỗ thủng đấy ạ. Thế còn hình bên này là sau khi mình đã sửa thì mi đã không còn bị thủng nữa, và cái cơ nâng mi nó có thể kéo được cái mi lên nên là không bị sụp mi, hai nếp mí hai bên cân tương đối đều nhau. Đấy. Thì đấy là cái tai biến rất là nghiêm trọng, gây thủng toàn bộ chiều dày mi. Và ở nước ngoài ấy, thì khi mà người ta làm phẫu thuật mi ấy, thì thường là người ta sẽ đặt một cái miếng bảo vệ nhãn cầu để nếu như chẳng may mà có thủng cái chiều dày của mi này thì nó sẽ không gây làm tổn thương cái nhãn cầu ở bên trong. Dạ vâng ạ. Vậy nếu như mà đối với những khách hàng mà gặp phải tình trạng như vậy thì có cách nào để xử lý triệt để không ạ? Với cái trường hợp mà bị thủng mà cái lỗ thủng nó nhỏ như cái hình ảnh mà tôi vừa cho các bạn xem, tôi đã xử lý, thì về cơ bản là khi mình nối lại thì cái chức năng của cơ nâng mi nó chưa bị ảnh hưởng nhiều nên là nó sẽ không bị sụp mi, mắt có thể mở lên được. Thế còn nếu như những cái trường hợp mà nó bị thủng quá lớn, nó đã tổn thương đến cơ nâng mi quá nhiều thì có khi là mình nối lại nhưng mà mắt vẫn không mở ra được, thì vẫn bị sụp mi bởi vì cái cơ nó đã bị yếu do cái thủng ấy rồi. Ngoài ra thì nó còn có nhiều những cái tác hại nữa, ví dụ khi mà lỗ thủng nó quá lớn chẳng hạn thì nó sẽ gây tổn thương cả cái nhãn cầu bên trong, chắc chắn là nó sẽ nghiêm trọng và khó sửa hơn là cái lỗ thủng nhỏ này rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái trường hợp thủng lớn như thế thì mình cũng chưa gặp, mình cũng chưa gặp ở Dr. D nên là mình cũng chưa có cơ hội để được sửa cái lỗ thủng lớn bao giờ cả. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là một cái tai biến nghiêm trọng nữa, đấy là cái tai biến gây sụp mi. Bởi vì mi mắt của chúng ta có thể mở lên được là do bên trong nó có cái cơ nâng mi, nó kéo mi của chúng ta lên khi chúng ta chớp mở mắt. Thế thì khi mà phẫu thuật tạo nếp mí thì mình sẽ phải đi vào cái lớp mà có cái cơ nâng mi đấy để mình đính cái da của mình xuống cân cơ nâng mi thì mới có thể kéo được mi lên. Chính vì vậy cho nên cơ nâng mi rất là dễ bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật. Thì trên hình ảnh thì các bạn có thể thấy đây là hai trường hợp mà các bạn ấy đều bị sụp mi sau phẫu thuật hai lần. Bạn bên này thì là phẫu thuật cắt mi toàn bộ, còn bạn bên này thì là phẫu thuật cắt mi mini. Thì hai trường hợp này đều làm tổn thương cơ nâng mi, và đến thì tôi phải sửa lại bằng cắt mi toàn bộ, nối lại cái phần cơ nâng mi bị tổn thương. Và tất cả những cái trường hợp mà sụp mi như thế này thì đều sẽ phải tiến hành ghép mỡ để chống dính. Thì cái trường hợp mà hai trường hợp tiếp theo cũng tương tự như vậy, các chị này thì bị nặng hơn một chút.
cũng gây sụp mi. Và đây bên này thì chính là cái hình ảnh mà tôi muốn nói với các bạn vừa nãy, là bạn ấy đi cắt mí và cái đường đường sẹo đó đẩy rất cao lên, gần 20 mm, gần chạm vào cung mày, thì không ai cắt một cái nếp mí như vậy cả. Nó quá cao và nó làm cho nó giữ toàn bộ cân cơ nâng mi lại, và bạn ấy không thể mở được mắt ra. Các bạn nhìn cái mắt bên trái của bạn ấy, nó chỉ còn một tí lòng đen thôi, nó không thể mở được mắt ra. Và sau khi sửa lại thì mình đã phải phá hết toàn bộ cái liên kết dính vào cơ nâng mi đấy và tiến hành ghép mỡ để chống dính cho bạn ấy. Thì cái hình ảnh tiếp theo đây các bạn có thể thấy là hình ảnh ghép mỡ. Thì ghép mỡ nó cũng là một cái phẫu thuật được ứng dụng rất nhiều ở Doctor D của chúng tôi. Cho những cái trường hợp mà trong cái live show trước ấy, thì tôi đã trong cái talk show trước thì tôi đã nói về những trường hợp mà thiếu mỡ hốc mắt chẳng hạn. Thế nhưng và trong cái phẫu thuật mà sửa mí này thì chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng áp dụng 100% ghép mỡ lên để chống dính, bởi vì mình đã phẫu thuật lại lần thứ 2, thứ 3, tức là cái nguy cơ dính nó rất là cao. Thì mỡ là một cái tổ chức rất là mềm mại và nó chống dính rất là tốt. Thì đây là cái hình ảnh mà tôi lấy mỡ đến để tôi ghép để chống dính cho các bạn này. Đấy, thì tuy nhiên thì sụp mi nó là một vấn đề rất là khó. Ví dụ như là bạn khách hàng mà tôi cho các bạn xem ở đây thì lần phẫu thuật đầu tiên thì nhìn có vẻ kết quả rất là ok, nhưng điều đấy nó không đơn giản như là hình ảnh đâu ạ. Nên là rất nhiều những bạn khách hàng, có những bạn khách hàng rất là ngây thơ khi mà inbox cho mình nghĩ rằng là thôi cứ đi cắt đi, sau đấy thì nếu có vấn đề gì thì đến bác sĩ sửa cũng được, cũng không muộn. Nó hoàn toàn không đơn giản như các bạn nghĩ như vậy, bởi vì những cái ca khó như thế này, có những ca mà chúng tôi đã phải sửa đến 3-4 lần nhưng mà nó vẫn bị dính lại và mắt vẫn bị sụp mi trở lại. Nên là thực sự là đấy là một vấn đề rất phức tạp chứ không hề dễ sửa như là các bạn nghĩ. Dạ vâng ạ. Vậy như bác sĩ cũng vừa chia sẻ là thì đối với những tình trạng sụp mi như thế này thì nó cũng rất là khó xử lý và có khả năng bị tái lại đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, như tôi vừa nói, sụp mi bình thường nó đã dễ tái phát rồi, sụp mi mà không do phẫu thuật thì thậm chí có những bạn nó phải mổ đi mổ lại đến cả chục lần. Huống chi là cái sụp mi mà do phẫu thuật này thì nó gây dính, các bạn để cái đường sẹo nó cao và nó dính tít lên trên thì cái chỗ dính đấy nó dễ bị dính lại và có thể phải mổ đi mổ lại rất là nhiều lần. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và cuối cùng thì là một cái tai biến nó cực kỳ là nghiêm trọng và cực kỳ khó sửa. Đấy là cái tai biến cắt bỏ quá nhiều tổ chức. Thì các bạn nhìn ở trên hình ảnh trên này thì bên này là cái hình ảnh ở tư thế mở mắt. Thì các bạn sẽ thấy mí trên chị vừa được cắt mí và vừa được nâng cung mày. Và không biết là can thiệp gì nữa vào góc mắt. Còn mí dưới thì cũng được cắt ra thừa mí dưới. Thế thì mí trên thì khi mà ở tư thế nhắm mắt thì mắt không thể nhắm kín được, bởi vì cắt quá nhiều da đi rồi và mắt không thể nhắm lại được. Mí dưới cũng bị cắt quá nhiều da nên là nó bị ngửa ra. Nó bị ngửa ra và nó tạo thành cái đường gấp khúc chứ còn không cong tròn đều như cái mí mắt bình thường của chúng ta nữa. Còn cái hình tiếp theo đây thì là cái hình mà bị cắt quá nhiều tổ chức ở mí dưới. Cắt quá nhiều tổ chức ở mí dưới thì các bạn thấy rằng là cái mí nó ngửa toàn bộ ra ngoài và nó phơi hết cái phần màu đỏ kia, chúng tôi gọi là kết mạc, nó phơi hết ra ngoài như thế. Thì về mặt thẩm mỹ nhìn đã rất là kinh khủng rồi, nhưng mà về mặt chức năng nó còn ảnh hưởng rất là lớn đến chức năng của con mắt ở bên trong nữa. Bởi vì khi mà các bạn, cái mắt của các bạn bị phơi ra ngoài môi trường như này, khi đi ngủ nhắm không kín và gió rồi bụi rồi không khí nó bay vào, nó sẽ gây khô mắt, nó sẽ gây khô hết toàn bộ cái phần lộ ra ngoài như kia, và nó có thể ảnh hưởng đến thị lực, nó gây mù lòa. Thì đấy là cái tai biến cực kỳ nghiêm trọng, vì nó không chỉ làm cho con mắt của chúng ta xấu mà nó còn có thể dẫn đến cái chức năng của con mắt ở bên trong nó rất là trầm trọng. Dạ vâng ạ. Vậy thưa bác sĩ thì tất cả đối với những cái vấn đề tai biến mà bác sĩ vừa chia sẻ thì theo chị cái vấn đề nào là khó xử lý nhất ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra thì với cá nhân tôi thì tôi cũng sửa tương đối. Đấy là một số những ca điển hình mà tôi cho các bạn xem. Thì cũng có những ca mà mình rất là vui vì mình sửa thành công mà gần như là các bạn chưa từng bị phẫu thuật lỗi. Thế tuy nhiên thì cũng có những ca như tôi vừa nói, những ca sụp mi mà tôi đã phải sửa đến lần thứ 3, thứ 4 rồi, nhưng mà kết quả cũng chỉ cải thiện thôi. Mắt có thể mở được ra, lộ được đồng tử ra để cho các bạn nhìn thấy hình ảnh thôi, chứ còn vẫn bị sụp mi và không thể cải thiện trở về con mắt bình thường được. Hoặc là những cái ca tai biến mà do cắt quá nhiều tổ chức,
thì tôi cũng chưa sửa, bởi vì là nó chưa thể đủ thời gian và chưa không có đất để cho mình sửa. Khi mà đã bị cắt đi quá nhiều tổ chức như thế rồi thì ví dụ với mí trên thì nó chưa ảnh hưởng đến chức năng của con mắt thì mình sẽ phải chờ đợi thời gian để nó có da thừa ra mới sửa được. Thế còn với mí dưới nếu như ảnh hưởng đến chức năng con mắt thì mình mới sửa, còn nếu nó cũng chưa có tổn thương gì với nhãn cầu thì mình cũng sẽ lại vẫn phải chờ đợi. Thì tôi cũng chưa có cơ hội để được sửa những cái trường hợp mà bị cắt quá nhiều tổ chức như thế. Nhưng với cá nhân tôi thì tôi thấy là cái sụp mi đã rất là khó sửa rồi vì nó hay bị tái phát. Còn cái việc cắt quá nhiều tổ chức này thì vấn đề của nó cũng tương tự như vậy. Mình sẽ phải lấy tổ chức từ nơi khác để ghép đến. Ví dụ như với mí dưới thì có thể lấy mí trên ghép xuống, hoặc là lấy những cái da sau tai hoặc là da vùng bẹn bụng để ghép lên. Thì cái vấn đề của nó có thể đảm bảo cho các bạn về mặt chức năng của con mắt ở bên trong, nó đỡ bị tổn thương. Nhưng về mặt thẩm mỹ thì nó rất là xấu, bởi vì không có một cái da ở tổ chức nào trên cơ thể mà có thể tương thích được với da vùng mi, bởi vì da mi mắt nó rất là mỏng. Nên là chắc chắn các bạn sẽ phải chấp nhận có một cái sẹo xấu ở trên vùng mi. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái vấn đề rất là lớn đối với, đặc biệt là với các bạn nữ. Nếu như mà các bạn phải có một cái vết sẹo xấu trên khuôn mặt thì thực sự là đấy là một cái điều rất là đau lòng. Thì với tôi thì tôi thấy là sụp mi hoặc là những cái phần mà cắt bỏ quá nhiều tổ chức ấy, là cái tổn thương cực kỳ khó sửa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ đã gửi tới những vị khách hàng đang theo dõi chương trình Talk Show ngày hôm nay. Thì chúng tôi luôn chúc các vị khách hàng sẽ lựa chọn được một cơ sở uy tín để đặt trọn niềm tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Xin chào tất cả các bạn.